tất cả các bạn học sinh sinh viên đã về tham dự vòng sơ khảo của Liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca năm 2020 với chủ đề Đất Việt ngàn năm. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn thân mến, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2023, thực hiện nghị quyết Trung ương 9, khóa 6 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020, qua đó tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao văn hóa thưởng thức, tiếp cận với các thể loại âm nhạc dân tộc, duy trì các hoạt động phối hợp với đoàn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca năm 2020 với chủ đề Đất Việt ngàn năm. Và chúng tôi xin được hân hạnh đón tiếp quý vị và đại biểu đến với chương trình ngày hôm nay. Đến tham dự chương trình, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp và trân trọng sự hiện diện của quý vị đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên, trưởng ban tổ chức Liên hoan. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lương Đức Anh, Bí thư đoàn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, đồng trưởng ban tổ chức Liên hoan. Và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 90 tiết mục đến từ 15 đơn vị học viện, trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về tham dự thi và đông đảo các bạn sinh viên đến cổ vũ cho chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn thân mến, để cho liên hoan của chúng ta được diễn ra một cách khách quan và công bằng thì ban giám khảo là thành phần không thể thiếu. Ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu ban giám khảo của liên hoan ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ nhạc sĩ Trần Trọng Trí. Và cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Nam Thanh Phong. Và các thầy cô đều là giảng viên khoa kịch hát dân tộc của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho ban giám khảo ngày hôm nay ạ. Và để các thí sinh của chúng ta nắm chắc cái nội dung của liên hoan, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua thể lệ vòng sơ khảo của liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca năm 2020. Cụ thể như sau, các thí sinh ở cả hai bảng biểu diễn trên nền nhạc hoặc nhạc cụ trước ban giám khảo. Ở bảng A, các thí sinh phải thể hiện hai câu trong bài vọng cổ. Và ở bảng B, các thí sinh sẽ cùng nhau thể hiện một lời và đoạn gian tấu của các ca khúc mang âm hưởng dân ca. Ban giám khảo sẽ đánh giá trực tiếp và chọn tối đa 7 tiết mục ở mỗi bảng vào vòng chung kết và trao giải diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 2020 tại Nhà hát Thế giới trẻ, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thạc sĩ nhạc sĩ Trần Trọng Trí, thành viên ban giám khảo, sẽ có đôi lời phát biểu trước khi các bạn thí sinh bắt đầu phần thi của mình. Xin trân trọng kính mời ạ. Chào mừng các bạn sinh viên các trường đến với trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Được sự phân công của khoa Cảnh hát dân tộc, đoàn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cũng như nhà văn hóa sinh viên, chúng tôi ngồi đây để tìm ra những tiết mục thí sinh xuất sắc để vào vòng chung kết. Mong các bạn sinh viên tự tin, thoải mái thể hiện hết khả năng của mình để hoàn thành các tiết mục của mình nha. Tiêu chí có thể là không phải là ngoài 7 tiết mục nữa, mình có thể là hơn. Vì vậy mong các bạn thoải mái nha. Và ngay bây giờ sẽ không để cho quý vị và các bạn phải chờ lâu. Ngay sau đây, vòng sơ khảo của liên hoan vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca năm 2020 với chủ đề Đất Việt ngàn năm sẽ được phép bắt đầu. Và tiết mục đầu tiên là
tiết mục của bạn Nguyễn Đức Phong với tiết mục hát vọng cổ Má ơi, tác giả Trường Nguyên, đến từ trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.